Bản thân em cảm thấy rất là bất ngờ. Tất cả các cầu thủ ở Việt Nam hiện tại thì ai cũng được mong muốn được trải nghiệm thi đấu tại nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản với nền bóng đá rất chuyên nghiệp. Cầu thủ bên đấy rất là chuyên nghiệp và chuyên môn của họ rất là tốt. Nên em nghĩ nếu có cơ hội, đấy là một cơ hội để em được học hỏi và cải thiện bản thân tốt hơn. Trước tiên thì em sẽ tìm hiểu về nền bóng đá Nhật Bản nhiều hơn nữa để thích nghi tốt hơn, và em sẽ cố gắng tập luyện để có một màn thể hiện tốt ở bên nước Nhật Bản. Trường hợp được ký hợp đồng thì cũng rơi vào khoảng tầm tháng 7, nên là khoảng thời gian ở Việt Nam lại em sẽ cố gắng thể hiện bản thân tốt hơn.